gã khổng lồ tài chính Nhật Bản ra mắt quỹ Bitcoin. Ngân hàng đầu tư lớn nhất Nhật Bản, Nomura đã chính thức cho ra mắt quỹ chấp nhận Bitcoin thông qua công ty con Laser Digital Asset Management. Nomura được biết đến là một tập đoàn tài chính quản lý số tài sản trị giá hơn 500 tỷ USD và cung cấp dịch vụ môi giới cho các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu. Quỹ Bitcoin mới cũng sẽ nhắm mục tiêu tập trung vào tệp khách hàng là các nhà đầu tư tổ chức, cung cấp khả năng tiếp xúc lâu dài với Bitcoin. Là một phần của kế hoạch, Nomura đã chọn cô mái nữ làm đối tác lưu ký theo quy định của mình. Mặc dù quỹ chấp nhận Bitcoin mới này hiện là quỹ đầu tiên thuộc loại này do Nomura ra mắt, nhưng gã khổng lồ tài chính đã đầu tư vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số từ khá lâu. Vào tháng 9 năm 2022, công ty đã cho ra mắt nhánh đầu tư mạo hiểm tài sản kỹ thuật số. Đầu tháng 8 năm nay, chi nhánh tiền điện tử của Nomura, Laser Digital, cũng đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số của Dubai để hoạt động tại quốc gia này. Quốc hội Vương quốc Anh chuẩn bị phê duyệt dự luật mới về crypto. Vương quốc Anh được cho là đang gấp rút thông qua một dự luật mới nhằm tăng cường trấn áp việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp. Theo đó, dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp được giới thiệu vào tháng 9 năm 2022, hiện đã đạt đến giai đoạn phê duyệt cuối cùng tại Hạ viện, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong cách tiếp cận của Vương quốc Anh đối với tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Mục tiêu chính của dự luật là giải quyết mối lo ngại liên quan đến tội phạm tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Một trong những khía cạnh quan trọng của dự luật này là thúc đẩy tính minh bạch của doanh nghiệp và tăng cường giám sát việc đăng ký kinh doanh ở nước ngoài. Động thái này phù hợp với cam kết của Vương quốc Anh trong việc chống rửa tiền và tội phạm tài chính một cách hiệu quả. Được biết, dự luật hiện đang chờ phán quyết cuối cùng của Hạ viện. Sau khi cả hai viện thông qua, dự luật sẽ tiến đến bước cuối cùng trong quy trình lập pháp, đó là chuyển đến Quốc hội Vương quốc Anh để ký thành luật. Bitcoin có thể đạt 760.000 đô khi kết hợp với AI. Mới đây, cựu CEO Bitmain, Arthur Hayes đã mạnh dạn tuyên bố rằng Bitcoin sẽ là tiền tệ của tương lai. Đặc biệt, giá trị của đồng coin này còn có thể bay cao gấp hàng chục lần khi kết hợp với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, AI. Theo ông, trí tuệ nhân tạo sẽ cần một hệ thống thanh toán số, tự động và luôn hoạt động để duy trì sự sống. Và Bitcoin sẽ là loại tiền tệ hợp lý nhất mà AI có thể sử dụng. Sự kết hợp của AI và Bitcoin có tiềm năng thay đổi tương lai của lĩnh vực tài chính và công nghệ. Khả năng của AI trong phân tích dữ liệu khổng lồ và ra quyết định thông minh cùng với tính an toàn và tính phi tập trung của Bitcoin tạo nên một cơ hội hấp dẫn cho sự hợp tác giữa hai lĩnh vực này. Sự kết hợp này có thể dẫn đến sự tăng cường trong giao dịch tài chính, cải thiện các biện pháp bảo mật mạng và tăng cường hiệu quả trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Hay dự đoán rằng giá trị của Bitcoin sẽ tăng đáng kể nếu nền kinh tế dựa vào AI thực sự chấp nhận nó. Ông tin rằng lĩnh vực AI có thể chiếm một phần đáng kể của GDP toàn cầu từ 5% đến 50% vào năm 2025 hoặc 2026. Với động lực này, ông cho rằng BTC có thể nhảy lên tới mức giá 760.000 đô la Mỹ trong tương lai. Stellar, một blockchain công khai phi tập trung và là mạng blockchain mà Pi Network chọn khởi chạy. Và hôm qua đã khiến cho cộng đồng Pioneer hoang mang với công bố rằng sắp nâng cấp giao thức 20, giới thiệu hỗ trợ hợp đồng thông minh Soroban trên mạng của dự án. Sở dĩ nó thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng Pi như vậy là cho đến hiện nay, mặc dù đã có mặt trên 200 quốc gia, Pi Network vẫn chưa có cho riêng mình một hợp đồng thông minh. Điều này phù hợp với thông tin mới đây bởi Soroban là cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh được xây dựng dựa trên Stellar. Nó nâng cao khả năng của mạng Stellar bằng cách kích hoạt một hệ sinh thái gồm các ứng dụng phi tập trung. Do đó, nếu được kết hợp vào Pi Network, thì đây sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho một dự án tiềm năng như Pi, đặc biệt là khi mạng đang cận kề tiến trình Open Mainnet. Tuy nhiên, tất cả chỉ đang là những kỳ vọng và phỏng đoán từ cộng đồng, Pi Core Team vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề này. Elon Musk bị kiện 258 tỷ đô vì thao túng giá Dogecoin. Vụ kiện của các nhà đầu tư chống lại Elon Musk và Dogecoin Foundation đã có bước ngoặt đáng ngạc nhiên. Vụ kiện đòi mức bồi thường thiệt hại lên đến 258 tỷ USD đã đề cập đến một số người có ảnh hưởng lớn liên quan crypto. Những cá nhân này bị cáo buộc hỗ trợ Elon Musk bằng cách tạo ra nội dung tích cực trên mạng xã hội để đổi lấy những lợi ích không được tiết lộ, bao gồm tiền bản quyền liên quan đến số lần hiển thị trên X, trước đây là Twitter. Trong số đó có Billy Marcus, một trong những người tạo ra Dogecoin, được biết đến với biệt danh Shibetoshi Nakamoto và thành viên nổi bật của cộng đồng Dogemeet Aboa. Tuy nhiên, cả Marcus và Mit Aboa đều phủ nhận cáo buộc và bày tỏ sự hoang mang khi bị đưa vào tài liệu của tòa án. Marcus đã chỉ ra những điểm không chính xác trong vụ kiện, nói rằng bản thân không có quan hệ gì với Elon Musk, đã đăng những bình luận tiêu cực về Dogecoin và từ chức tại Dogecoin Foundation một thời gian trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin.
Zipthorlis VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.